Được tham gia góp mặt vào chương trình Bà Thì Sao thì năm nào cũng vậy, thì thật sự là cảm giác của Huy là khán giả đây rất là sung và nói chung là ủng hộ rất là nhiệt tình, và có thể là trong nhiều năm nhiều nhịp tới nữa thì Huy hy vọng mình sẽ được góp mặt nhiều trong chương trình Bà Thì Sao và sẽ cố gắng cống hiến hết mình trong chương trình này.